Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của chúng ta. Lại là mình Lý TV đây. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau điểm sơ qua 7 lý do khiến chúng ta đánh hoài đánh mãi mà vẫn chẳng thoát khỏi ranh vàng bạch kim và kim cương. Nhưng dù là lý do gì, chủ quan hay khách quan thì nó đều có hướng giải quyết cả. Vì vậy, xin các bạn hãy tập trung theo dõi video này. Chúng ta sẽ vừa đưa ra lý do, đồng thời tìm cách khắc phục tối đa cho từng nguyên nhân. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Nhớ rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Đi tìm 7 nguyên nhân không leo lên nỗi cao thủ. Các bạn có còn nhớ cái câu slogan của Liên Quân không ạ? Đó là thắng bại tại kỹ năng. Tất nhiên với một tựa game như Liên Quân Y thì kỹ năng cá nhân là một điều không thể thiếu nếu các bạn muốn hướng tới một chiến thắng. Trên thực tế, bạn vẫn có thể thắng dù fit khi mà đồng đội của bạn đủ sức gồng gánh. Tuy nhiên đừng quá mong chờ vào điều này vì xác suất xảy ra trường hợp lý tưởng như vậy là không cao. Thay vào đó hãy cố gắng làm tốt phần việc của mình trước đã. Mà ở đó kỹ năng cá nhân đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nhưng làm thế nào để nâng cao kỹ năng cá nhân của mình? Câu trả lời chỉ có một, hãy chơi thật nhiều game đấu và rèn luyện các vị tướng mà các bạn chưa thuần thục. Quá trình luyện tập kể trên cũng sẽ mang lại cho các bạn thêm một thứ vô cùng quan trọng nữa, đó là kinh nghiệm. Trong Liên Quân, kỹ năng cá nhân cao chưa chắc đã đủ để các bạn giành chiến thắng, mà nó còn liên quan tới teamwork, tới khả năng đọc trận đấu và nhiều yếu tố khác nữa. Và để làm tốt được những điều kể trên thì kinh nghiệm là thứ vô cùng cần thiết. Nếu có kinh nghiệm phong phú, bạn không những phân tích được điểm mạnh, yếu của team mình lẫn đối thủ mà còn biết được làm sao để đưa trận đấu theo một chiều hướng có lợi nhất. Lúc nào cần đẩy nhanh tốc độ, khi nào cần tích lũy đi farm hoặc là thời điểm nào là phù hợp để tham gia combat. Tất cả những điều trên sẽ được giải quyết một cách hoàn hảo nếu bạn sở hữu một kinh nghiệm phong phú qua hàng ngàn trận đấu Liên Quân đã trải qua. Kỹ năng cá nhân không thôi thì chưa thực sự đủ để leo lên tới cao thủ. Việc tìm kiếm những người đồng đội leo rank cùng rất là quan trọng. Họ sẽ kết hợp nhịp nhàng ăn ý với bạn, giúp việc kiểm soát bản đồ dễ hơn và tất nhiên là leo rank dễ dàng hơn. Việc bạn đi một mình rồi không may bị ghép với những team có trẻ trâu hay là phá game. Điều này khiến chúng ta không những ức chế mà còn rất rất là ức chế nữa các bạn ạ. Điển hình như trận đấu này chẳng hạn. Và clip cũng không quên lưu ý các bạn rằng nên đi team 3 là phù hợp nhất. Vì team 5 nó yêu cầu kỹ năng từng người phải thực sự giỏi và phải thực sự hiểu ý nhau. Và lý do thứ ba mà Lip muốn nhắc tới trong video này đó là tướng tủ không phù hợp với meta. Liên Quân ở mùa giải hiện tại có rất là nhiều vị tướng. Nếu như mình nhớ không lầm thì mới đây Liên Quân vừa mới ra mắt vị tướng Quy, vị tướng thứ 88. Có thể thấy được sự đa dạng trong chất tướng. Nhưng việc lựa chọn một vị tướng phù hợp với meta và khắc chế được đối phương mới là điều quan trọng. Chắc hẳn các bạn, những người đang xem video này đều có cho mình 1-2 tướng tủ đúng không ạ? Nhưng liệu các bạn có nhận thấy được sự yếu kém hay là không phù hợp của những vị tướng đó trong meta chiến trường 3.0? Nghe tới đây thì các bạn biết là phải làm gì rồi đó các bạn ạ. Hãy mua những vị tướng đang hot pick phù hợp với meta rồi đem về luyện tập. Như Phoenix, Violet, Enzo, Điêu Thuyền, Ignis, Amelie, Jeep, v.v. Lợi thế của các bạn khi mà chưa thoát khỏi ranh bạch kim đó là được lựa chọn tất cả các vị tướng mà ranh kim cương trở lên bị cấm liên tục. Có mơ cũng không biết được. Tính năng này có vẻ như không được quá nhiều người chú trọng lắm. Vì đơn giản họ đã tốn quá nhiều tiền để mua những con tướng mà họ yêu thích. Nhưng mà để làm gì trong khi bản ngọc lại không có? Một số người lại sử dụng bản ngọc dành cho nhiều vị tướng khác nhau, hay còn được gọi là bản ngọc thập cẩm. Như vậy thì làm sao có thể tối ưu hóa được sức mạnh của vị tướng?
Cuối cùng là một vấn đề muôn thuở của những game online. Dù không muốn nhắc lại nữa nhưng tình trạng lag giật văn game diễn ra thường xuyên trong các phiên bản cập nhật gần đây của Liên Quân Mobile. Đồng ý rằng sau những lần update, Liên Quân lại có thêm nhiều tính năng mới, nâng cấp đồ họa đẹp hơn, chế độ đấu phong phú hơn, vân vân. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó cả. Đi kèm với mặt lợi sẽ có thêm mặt hại, đó là dung lượng game ngày càng lớn. Nếu còn nhớ trước đây khi mà game vừa mới ra mắt, nó chỉ có dung lượng tải về nằm trong khoảng là 600MB thôi. Nhưng mà đến nay là đã là hơn 1,2GB rồi. Cộng với dữ liệu người dùng thì tổng cộng hao đi bộ nhớ trong của các bạn là gần 2,5GB. Rất mong rằng Tencent và Garena sẽ có hướng giải quyết hợp lý cho điều này. Và nếu các bạn muốn khắc phục lỗi lag giật văn game cho máy có hình thấp thì có thể tham khảo nhiều bản fix lag trên Internet. Hiện có rất là nhiều YouTuber chia sẻ những file fix lag data OBB rất là hay. Ngoài ra, việc kết nối mạng của các bạn cần được chú trọng nhiều hơn nữa. Trên đây là top 7 lý do khiến rank cao thủ luôn là ước mơ của nhiều người. Mong rằng sau video này chúng ta sẽ rút ra được nhiều bài học để việc leo rank không còn quá nhiều khó khăn. Và video clip ngày hôm nay của Lead TV Đồng Đoàn Studio đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay, ý nghĩa giúp ích được nhiều cho các bạn thì hãy nhấn like, chia sẻ video và đừng quên bình luận ở bên dưới video này cảm nghĩ của các bạn về top 7 lý do này. Chúc các bạn có một ngày mới học tập và làm việc thật là hiệu quả. Chào các bạn. Yeah.